Bắc Mỹ, nơi luôn có nhiều vùng đất khô cằn. Đây là nhà của một loại quái vật. Kẻ thống trị hung ác ẩn mình bên dưới lớp cát. Sự hiện diện của nó chỉ được hé lộ qua những cái xác bắn ra. Đó là xác chết ghê sợ của các nạn nhân bị vứt bỏ, lớp vỏ rỗng của côn trùng bị chết và vứt sang một bên. Nhưng kẻ nào đã giết chúng? Chúng bị giết bởi ấu trùng của con kiến sư tử này, những gã ấu trùng quái vật của thế giới dưới lòng đất. Đây là kiến sư tử trưởng thành. Vòng đời của nó là thế này. Kiến sư tử trưởng thành đẻ ra trứng tròn dưới đất, trứng nở thành ấu trùng, ấu trùng cái kén thành nhộng, cuối cùng nhộng nở và phát triển thành kiến sư tử trưởng thành. Tầng đất phía trên là địa bàn đầu tiên của ấu trùng kiến sư tử. Đào giật lùi vào lớp cát, ấu trùng kiến sư tử tạo ra một cái hang hình phễu. Sau đó nó tự chôn mình để nằm chờ nạn nhân tiếp theo. Một con đốm đốm bị trượt chân trên cát và trượt xuống phễu về phía bộ hàm đang chờ sẵn. Sau khi kéo con mồi xuống cát, kiến sư tử bơm vào cơ thể nó chất độc và enzyme tiêu hóa. Sau đó, ấu trùng kiến sư tử hút cạn phần ruột bị hóa lỏng. Cuối cùng, nó ném cái xác rỗng của côn trùng ra xa. Có những nơi ấu trùng kiến sư tử sống chung với con người. Tất nhiên, con người vẫn an toàn trước nó. Chúng đã đào bẫy từ rất lâu trước khi con người nghĩ ra cách này. Với quái vật ấu trùng kiến sư tử, thì kiến là con mồi ưa thích của nó. Các cạnh của bẫy được tạo lên theo một góc, mà chỉ trọng lượng của một con kiến cũng sẽ làm cát trượt xuống. Dù có tới 6 chân nhưng con kiến không thể bò lên lại được. Cuộc tấn công nhanh chóng bắt đầu từ bên dưới, và người ta khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng với tốc độ quay chậm 1.000 hình một giây, cuộc tấn công được hé lộ. Ấu trùng kiến sư tử tấn công con kiến bằng những hạt cát, khiến cho bức tường sạt xuống bên dưới, và con kiến ngã nhào xuống dưới đáy bẫy, nơi có các bộ răng chắc khỏe đang chờ. Đây là một cuộc chiến sinh tồn, nơi con kiến luôn là kẻ thất bại. Kẻ thù của nó núp quá kỹ ở bên dưới. Cát trơn trượt và liên tục bị tấn công, nó không có đường nào tháo chạy. Nó hoàn toàn thất thế, bị động và trở nên yếu ớt. Cuối cùng, nó bị kéo vào sào huyệt của quái vật.